Thu Quyên xin mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với Lê Cần News, kênh tin tức với những nội dung trong nước và quốc tế được chúng tôi cập nhật liên tục mỗi ngày. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Kỳ lạ nắp bê tông cống rảnh gần ủy ban dùng vào nước xịt cũng để lại dấu. Thông thường muốn phá vỡ một khối bê tông thì phải cần dùng một lực lớn tác động kèm theo dụng cụ cứng cáp hỗ trợ thế nhưng một người dân sống trong căn nhà mặt tiền mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại phát hiện khó hiểu của anh khi nắp cống bê tông chưa đi vào sử dụng đã dễ dàng bị vò xịt nước làm cho hư tổn cụ thể người đàn ông cho hay con đường cống rãnh này vẫn đang được thi công và đoạn anh đang đứng rất gần với ủy ban xã thế nhưng điều khó hiểu là nắp cống tuy mới được ráp vào nhưng anh chỉ dùng vòi rửa xe xịt lên một chiếc nắp cống thì trên đó liền để hằng lại những đường lằn sâu tức không cần dùng búa mà nắp bê tông vẫn bị phá hoại một cách nhẹ nhàng. Thế nên nghi ngờ liệu công trình có đảm bảo chất lượng, tuổi thọ của những chiếc nắp này sẽ kéo dài được bao lâu và có khi nào vừa làm cống được mấy tháng đã phải thấy cảnh nắp cống vỡ, nhiều người sẽ vô tình trở thành thành phạm. Sau đây là một vài bình luận đáng chú ý được cư dân mạng để lại bên dưới video. Sau đổ bê tông và chờ trong khoảng từ 3 đến 4 tuần thì bê tông khô cứng. Việc bê tông đông cứng cũng tùy thuộc vào yếu tố về thời tiết. Ví như vào mùa hè, bê tông sẽ nhanh đông cứng hơn vào mùa đông. Với lực xịt nước vậy mà bê tông bị hư thì chất lượng làm quá kém rồi. Kiểu này xe chạy đi qua thì thời tới luôn. Cháy nhà ở Vĩnh Phúc, người chồng nghĩ vợ con chạy thoát, không ngờ bị mắc kẹt. Ngày 24 tháng 12, Công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến người phụ nữ cùng hai con nhỏ thiệt mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1997 và hai cháu Trần Hoàng Vinh, sinh năm 2017, Trần Khả Như, sinh năm 2020. Ngôi nhà xảy ra cháy ở thị trấn Thổ Tang, kết cấu kiểu nhà ống hai tầng bê tông cốt thép, một cát lửng và tôm lợp mái tôn. Anh Trần Văn Nam, chồng chị Hằng cho biết, Hàng ngày, vợ anh đi bán hàng và ngủ tại cửa hàng ở Sơn Tây. Còn anh bán hàng và nghỉ tại cửa hàng ở xã Tân Tiến, Vĩnh Tường. Hai con anh gửi bà ngoại chăm sóc. Ngôi nhà tại thị trấn Thổ Tang chỉ có bố đẻ anh là ông Trần Văn Lợi ở trong Nam. Tối qua, vợ chồng anh cùng các con về nhà ở thị trấn Thổ Tang ngủ để sáng hôm sau đi dự đám cưới hàng xóm. Khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay, cả nhà đang ngủ trên gác lửng thì vợ đánh thức anh dậy và nói có cháy ở tầng 1. Anh lập tức chạy xuống tầng một kiểm tra thì thấy đám cháy nhỏ ở khu vực để đồ giấy ăn, cốc nhựa. Số hàng này do anh mang từ cửa hàng buôn bán của mình ở xã Tân Tiến về từ chiều 23 tháng 12 để sáng hôm sau giao cho khách. Anh gọi bố dậy và lấy bình cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên đám cháy lan nhanh không dập kịp nên anh mở cửa hô hoán hàng xóm sang hỗ trợ. Khi mọi người đến hỗ trợ chữa cháy có hỏi trong nhà còn ai không, lúc này anh nghĩ rằng vợ đã biết có cháy và chắc đã đưa các con thoát ra ngoài xa nhà ông bà ngoại lánh nạn. Do vậy, mọi người chỉ tập trung dập lửa tại tầng 1. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, tổ chức trinh sát đám cháy thì phát hiện ba mẹ con chị Hằng tử vong trong phòng ngủ. Quyết bán dâm lấy tiền ly dị chồng. Lê Thị Hoa, sinh năm 1986, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Chị là một người phụ nữ từ cực nam xa xôi lại ra tận Hà Nội để làm gái bán dâm hoa lập gia đình với người con trai gần nhà, chồng Hoa sinh năm 1982, không học hành, nghề nghiệp. Ngày ngày Hoa đi lượm cá bán, còn chồng đi câu mực. Tiền không có nên sau khi sinh con trai đầu lòng, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Thằng bé thiếu chất nên còi cọc ốm yếu. Khi sinh đến đứa thứ hai thì chồng chị bắt đầu rượu chè, vợ chồng cãi nhau nhiều hơn mà mỗi lần cãi nhau, người đàn ông nát rượu ấy lại về đánh Hoa. Trước khi đi, em nói với cha em rằng Cha ở nhà chăm bọn nhỏ cho con. Lần này con sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền rồi về ly dị chồng con. Cha cho ba mẹ con con về ở với cha. Nghe em nói thế, cha em chỉ im lặng mà không nói gì. Thời gian đầu, Hoa đứng đón khách ở đường Trần Duy Hưng. Sau đó có khách quen rồi họ giới thiệu người giúp. Hoa thuê luôn một phòng tại nhà nghỉ Vân Long, ngõ 180 Trần Duy Hưng với giá 150.000 đồng một ngày để ở và bán dâm cho khách luôn ở đó. Liệu có nơi nào cho Hoa một con đường sống lương thiện, giúp Hoa vượt qua được những khó khăn, chưa biết đến bao giờ mới thôi đều đẳng? Va chạm với xe cảnh sát giao thông, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ một người đàn ông đi xe máy tử vong sau va chạm với xe ô tô của cảnh sát giao thông, nhưng báo chí chưa đưa tin. Đến chiều muộn ngày 24 tháng 12, Báo giao thông dẫn lời một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này xác nhận xe của đơn vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy tử vong trên quốc lộ 279. Vụ việc đang được đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý. Theo tin từ công an, khoảng gần 1 giờ sáng ngày 22 tháng 12, trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Lê Lợi thành phố Hạ Long, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Vào thời điểm này, anh Vũ Mạnh Hồng 45 tuổi, chú xã thống nhất thành phố Hạ Long, đi xe máy trên đường đi làm về. Đến đoạn gần nhà máy xi măng Thăng Long thì xe máy của anh Hồng va chạm với xe ô tô của đội cảnh sát giao thông số 2 công an tỉnh Quảng Ninh. Thông tin về tài xế và biển số xe cảnh sát liên quan vụ tai nạn chưa được cơ quan chức năng cung cấp. Vụ tai nạn khiến anh Hồng tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân vào nhà xác bệnh viện. Nhà chức trách địa phương đã nhanh chóng tìm thân nhân của nạn nhân và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng theo báo giao thông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã Thống Nhất, xã Lê Lợi của thành phố Hạ Long đều xác nhận vụ tai nạn với xe cảnh sát giao thông khiến một người dân địa phương thiệt mạng. Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết sau khi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục đã bàn giao thi thể anh Hồng cho gia đình. Hiện gia đình đang tổ chức lễ tang cho anh Hồng theo phong tục địa phương. Đăng clip than thở kẻ trộm mía cây nào cũng lấy nửa cây, ai ngờ hôm sau mất luôn cả gốc xem thường người khác và cái kết đau đớn đến ngỡ ngàng mới đây một ông chủ vườn mía đã vô cùng phẫn nộ trước cảnh tượng những cây mía trong vườn nhà mình đã bị ai đó chặt trộm tuy nhiên tên trộm lại không hề có tâm khi trộm một cách rất nửa vời chỉ chặt lấy đi một nửa và chừa lại rất nhiều ở phần gốc mang phần còn lại về ăn thì không hết bán đi thì không ai mua mà để lại thì quá là lãng phí nên ông chủ vườn đã quay video với ý thách thức ai đời đi ăn trộm mía mà chỉ trộm có nửa cây là quá phí phạm đáp lại lời thách thức của ông chủ vườn mía, sáng hôm sau, một hàng dài mía nhà ông lại tiếp tục bị trộm. Nhưng mà lần này không chỉ trộm phần ngọn như hôm trước, mà đã tiến bộ, trộm vô cùng có tâm, chặt sâu đến tận cả gốc, không còn để lại một chút nào để mà ông chủ phải than ngắn thở dài. Dân mạng sau khi xem qua đoạn clip đã cho rằng, ông chủ vườn nên biết dừng đúng lúc, vì sợ rằng nếu tiếp tục thách thức kiểu ai chặt mà chỉ chặt có nửa hàng vậy, thì rất có thể sáng hôm sau cả nửa vườn mía không cánh mà bay đi sạch sẽ không còn lại gì dù chỉ là một cái lá mía. Một vài bình luận được người xem để lại, chẳng biết mọi người nghĩ gì để trồng được cái mía như video là cả công sức của người nông dân, vậy mà một đêm chặt đi công sức của người ta, thử hỏi có phải là loại vô nhân tính không? Hãy viết bản, xin ông trộm hãy để lại cho tôi gốc mía, ngọn mía và thân mía, cảm ơn. Trộm khôn thật, cắt vậy để cho nó mọc lại rồi cắt tiếp. Triệt phá ổ nhóm dùng xe ô tô bắt khách dọc đường rồi cướp tài sản Tuyến quốc lộ 18 đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh thường xuyên có lưu lượng phương tiện giao thông hoạt động tấp nập, tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Quế Võ phát hiện có nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô khách trên tuyến quốc lộ 18 có biểu hiện cướp, cưỡng đoạt tài sản của hành khách với thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Ngày 19 tháng 12, Công an thị xã Quế Võ ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng đều ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cướp tài sản. Trong đó có hai đối tượng đã có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng này là Hoàng Văn Hiếu, 28 tuổi. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit di chuyển trên tuyến quốc lộ 18 và quốc lộ 5 để bắt khách. Khi phát hiện hành khách cầm hành lý đứng chờ xe, các đối tượng dừng xe, kéo khách lên xe, rồi đe dọa và cướp tài sản. Hiếu khai nhận nhóm của hắn chèn ép khách lên xe rồi đòi tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng một người. Nếu khách không trả thì đánh đập, đe dọa, yêu cầu gọi điện cho người thân chuyển tiền vào số tài khoản. Khi nhận được tiền thì thả khách xuống dọc đường. Từ tháng 6 năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt trên 200 triệu đồng của các hành khách. Cô dâu ở Thái Bình bị người yêu cũ chém trong ngày cưới. Sáng ngày 24 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang, Đồng Hưng, Thái Bình cho biết, trong ngày tổ chức đám cưới, cô dâu bị nam thanh niên dùng dao chém phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Hường, sinh năm 2000 ở thôn Minh Châu, xã Đông Quang. Ngày 24 tháng 12, chị Hương tổ chức đám cưới. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, Toàn Hữu Dũng sinh năm 1995 ở Thái Bình đã đến tham gia đám cưới của chị Hường kẻ này cầm dao chém chị hường vào bụng và mặt khiến chị bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cũng theo lãnh đạo xã đông quang dũng là người yêu cũ của chị hường thời điểm nạn nhân bị đâm chưa có khách tới đám cưới ngay sau khi vụ việc xảy ra công an xã đông quang đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo sự việc lên cấp trên để làm rõ đoàn hữu dũng cũng bị bắt ngay sau khi gây ra sự việc trên hiện công an huyện đông hưng thái bình đang tập trung điều tra xác minh vụ việc Chở tivi vừa sửa xong về, thanh niên lãng lách và cái kết đổ nợ lần hai. Chuyện xóm, chuyện làng, chuyện gì cũng không qua nổi camera an ninh trước cửa nhà hàng xóm. Theo đó, một khoảnh khắc đắt tiền đã diễn ra ngay tại cổng làng. Một anh trai điều khiển xa máy, chở phía sau chiếc tivi, di chuyển, tinh nghịch, đi qua cổng. Sau đó anh trai lãng lách thế nào lại trùng khớp một bên tivi vào vào cạnh cổng. Thế là anh ở lại, tivi bay nhé. Đến khi anh thanh niên giật mình tỉnh lại thì chiếc tivi đã nằm yên vị trên mặt đường. Đồng thời không có dấu hiệu của sự sống. Được biết chiếc tivi này vừa mới được lấy từ chỗ sửa chữa về, cách đây ít ngày nó bị hư và được anh trai mang đi sửa. Nói chung cũng tốn tiền và đến lần thứ hai này thì khuyên thật anh nên mua luôn chiếc tivi mới cho tiết kiệm. Sau đây là một vài bình luận đáng chú ý mà cư dân mạng để lại. Tại cái cổng nó lệch chứ anh có làm gì đâu. Mua cái tivi mới luôn đi ạ, à, chứ thấy kiểu này màn hình khó mở lên lắm. Báo thủ đi chở hàng và cái kết ồ oh yeah 4 nhân viên tư vấn sale cộng tác viên của công ty FE Reddit bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Bốn đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Thành Tân, sinh năm 1979, ngụ huyện Củ Chi, Quảng Thị Phương Uyên, sinh năm 2000, quê Ninh Thuận, Mai Khánh Duy sinh năm 1996, Ngụ huyện Bình Chánh và Nguyễn Xuân Bách sinh năm 1996, Ngụ quận Tân Phú. Theo điều tra ban đầu, bốn đối tượng là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và cộng tác viên của công ty tài chính FE Reddit. lợi dụng các bị hại là người già ít hiểu biết và cần vay tiền, nên các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dụ dỗ ký hợp đồng vay tiền online, cao hơn 40 đến 50 triệu đồng số tiền cần vay. Sau đó, nhóm này đưa các nạn nhân đến cửa hàng Thế giới Di động hoặc Điện máy Xanh để rút tiền giải ngân các đối tượng cho bị hại ký hợp đồng giả, giả vờ trả tiền dư lại cho FE Credit để đưa tiền chênh lệch cho các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản rồi cắt liên lạc. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện khoảng 10 vụ. Hiện công an quận 11 đã xác định được 4 vụ xảy ra ở địa bàn quận 11, huyện Bình Chánh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai và các vụ khác còn lại các đối tượng không nhớ rõ. Vụ đầu độc bí ẩn hàng đầu Trung Quốc 30 năm không có lời giải theo thông báo của Trường Đại học Thanh Hoa Trung Quốc, ngày 23 tháng 12, cô Du Linh đã qua đời ở tuổi 50 tại thủ đô Bắc Kinh hai ngày trước đó. Theo CNN, ngày 23 tháng 12 năm 1994, cô Du đang là sinh viên năm 2 ngành hóa học ở Trường Đại học Thanh Hoa và đã học xong ngành nhạc sĩ. Thời gian này, cô bỗng thường xuyên bị đau bụng, trụng tóc và nhiều triệu chứng không rõ ràng khác, mà sau đó được phát hiện là hậu quả của việc ngộ độc thallium thallium là một kim loại nặng cực độc thường được sử dụng trong thuốc diệt chuột và côn trùng. Việc nhiễm độc cuối cùng đã khiến cô Su bị mù, trong khi trí óc chỉ còn như một đứa trẻ 6 tuổi. Cô đã chịu đựng trong nhiều tháng liền, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê trước khi nguồn cơn của những triệu chứng này được phát hiện. Bất chấp nhiều nghi ngờ về việc có người cố ý đầu độc và sự vào cuộc của cảnh sát, cho đến nay vẫn chưa có người nào bị bắt. Bố của cô Su, ông Gu chang cũng xác nhận con gái mình đã mất ngày 23 tháng 12. Nhiều người phẫn nộ đặt câu hỏi cho công cuộc điều tra vô vọng của cảnh sát và nhắc tới lời đồn trước đây về việc cuộc điều tra bị bỏ dở vì gia đình nghi phạm có quen biết lớn. Nghi phạm trước đây trong vụ án được xác định là bạn cùng phòng của cô Su tên Sun Wei, nhưng cô này đã được cảnh sát xóa cáo buộc vì thiếu bằng chứng. Bản thân cô Sun phủ nhận có hiềm khích với nạn nhân. Theo báo chí địa phương, năm 2006, cô Sun nói gia đình cô đã gửi đơn cho cảnh sát yêu cầu tái điều tra vụ án. Năm 2013, một lần nữa cô viết lên mạng xã hội Tianya rằng Tôi hơn ai hết là người muốn đưa kẻ thủ ác thực sự ra trước công lý. Vụ sát hại giấu hai cốt người phụ nữ giao ga, sự trùng hợp của con số 13. Chiều ngày 6 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Văn Quỳ, trú Thủy Nguyên, Hải Phòng, phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể nước thải bỏ hoang trong vườn nhà trong lúc đi tìm chó lạc, và báo cáo cho cơ quan chức năng. Kết quả giám định ADN xác định đây là hài cốt của chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988, người phụ nữ mất tích 13 năm trước sau một lần đi giao ga. Công an thành phố Hải Phòng xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân. Ông Nguyễn Văn Hiển, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hải Phòng chia sẻ rằng đây là một vụ án phức tạp do trong ngần ấy thời gian các dấu vết đã bị xóa nhưng lực lượng chức năng quyết không từ bỏ. 200 cảnh sát được huy động và mất 8 ngày tỏa đi khắp các nơi để xác minh. Ban chuyên án đã lập danh sách 4 người nghi vấn nhất, trong đó có Bùi Trọng Thành, con riêng của vợ ông Quỳ. Khi bị triệu tập, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội. Báo chí dẫn lời khai của kẻ thủ ác thú nhận, trong suốt 13 năm qua, Thành luôn sống trong nỗi dằn vặt sợ hãi, vì vậy nên Thành không lập gia đình vì lo sợ lo con sau này sẽ bị liên lụy thành nghĩ đến việc báo hiếu sớm nên từ sau khi gây án hắn lao vào làm việc kiếm tiền xây nhà trang trải cho mẹ mình trước lúc đền tội trung tá nguyễn văn hiển chia sẻ với báo chí cũng do đối tượng bị ám ảnh về tội ác của mình nên khai nhận hành vi phạm tội thành nhớ rõ từng chi tiết phù hợp với chứng cứ tài liệu thu thập được và được sự động viên giải thích của cán bộ điều tra đối tượng bùi trung thành đã giữ bình tĩnh hợp tác với cơ quan công an trong quá trình lấy lời khai và thực nghiệm điều tra trong vụ án này, đều trùng hợp là sau 13 ngày, công an thành phố Hải Phòng đã điều tra khám phá thành công vụ án bị che giấu trong suốt 13 năm. Cũng theo chia sẻ của Trung tá Hải, Việt Nam có 5 vụ phát hiện thi thể sau một thời gian rất dài mất tích, duy nhất vụ này được phá thành công. Ba người giúp sức cho Trương Mỹ Lan đã chết nên không bị xem xét trách nhiệm. Cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can xác định. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhà chức trách không xem xét trách nhiệm hình sự đối với nhiều cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mặc dù những người này có tham gia vào chuỗi các hành vi, thủ đoạn của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, với nhóm đối tượng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng nhận định những người được thuê đứng tên ký tài khoản vay đứng tên đại diện pháp luật công ty ký hồ sơ vay đứng tên tài sản bảo đảm ký chứng từ rút chuyển tiền làm nhân viên kế toán nhân viên nhân sự hành chính liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định đối với các khách hàng thuộc nhóm vạn thịnh pháp vay vốn scb là các đối tượng có vai trò thứ yếu ngoài tiền lương được trả họ không được hưởng lợi gì khác Đối với Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula thuộc tập đoàn Vạn Thành Phát là người giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên Nguyễn Ngọc Dương đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Đối với Nguyễn Phương Hồng, giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị SCB đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt cấp tín dụng đối với các khoản vay của các khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát trái quy định của pháp luật cả hai người trên đã chết nên cơ quan tối tụng cũng không xem xét trách nhiệm hình sự thưa quý vị chiến sự nga ukraine 24 giờ qua vẫn diễn ra ác liệt trên khắp các mặt trận nga tuyên bố tập kết căn cứ quân sự ukraine trong khi kiev cho biết đã bắn hạ chiến đấu cơ su-34 của nga hãng thông tấn tass dẫn thông tin từ bản cập nhật chiến sự ngày 22 tháng 12 của bộ quốc phòng nga cho biết quân Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các căn cứ quân sự của Ukraine và đã giành được quyền chủ động dọc theo tiền tuyến buộc Ukraine phải tổ chức lại thế trận của mình theo hướng phòng thủ. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ba máy bay ném bom siêu thanh Su-34 của Nga trong một ngày. Hôm nay ở mặt trận phía nam, ba máy bay ném bom Su-34 của Nga đã bị bắn hạ. Mykola Mitchuk, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, thông báo trên Telegram hôm 22 tháng 12. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, cả ba máy bay ném bom Su-34 của Nga đều bị bắn hạ ở khu vực phía nam, nơi được xem là trọng tâm trong chiến dịch phản công của Kiev suốt 6 tháng qua. Chuyển sang một tin tức khác. Vị thế trái ngược của Tổng thống Nga và Ukraine Sau gần 2 năm chiến sự, vị thế của Tổng thống Putin ngày càng được củng cố, trong khi ông Zelensky trải qua giai đoạn khó khăn khi áp lực bủa vây. Vào thời điểm này năm ngoái, Ukraine đang hừng hợp khí thế sau chiến dịch phản công chớp nhoáng giúp họ giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ từ tay Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận được sự ủng hộ nhiệt thành cùng những lời hứa hẹn viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ từ phương Tây nhằm đánh bại Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định hủy cuộc họp báo cuối năm 2022 khi quân đội của ông mất lợi thế trên chiến trường và Nga bị nhiều nước quay lưng vì phát động cuộc chiến nhưng một năm sau, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Ông Putin tỏ ra tự tin và thể hiện giọng điệu chiến thắng trong họp báo cuối năm kéo dài 4 tiếng. Trong khi sự kiện tương tự được tổ chức vội vàng ở Kiev, Tổng thống Ukraina Zelensky tỏ ra lúng túng và bối rối. Trong cuộc họp báo ở Bộ Quốc phòng hôm 19 tháng 12, Tổng thống Putin hào hứng ca ngợi nỗ lực của Nga trong cuộc chiến ở Ukraina khi bao quanh ông là những tướng hàng đầu của quân đội. Hình ảnh này tương phản rõ rệt với 6 tháng trước khi quyền lực của ông bị thách thức nghiêm trọng bởi cuộc nổi loạn của Wagner, cũng như chiến dịch phản công quy mô lớn mà Ukraine phát động từ ngày 4 tháng 6. Trong khi đó, ông Zelensky đang ở một vị thế rất khác. Tổng thống Ukraine đang rất mệt mỏi trước thực tế chiến trường, trong khi phải đối phó với những mâu thuẫn nội bộ ở Kiev. Kính thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo